Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là Về Thời Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Link tải tựa game này sẽ để phía dưới phần comment á, và code mình sẽ để phía dưới phần comment cho anh em. Rồi thì hôm nay có sự kiện gì mới không? Có nhận được cái gì mới không? Và anh em đã có thể tiết kiệm được thùng bia cũng như là cốc bia để dành cho tuần sau. Tuần sau chúng ta sẽ có tướng mới anh em ạ. Mình có nghĩ là sẽ ra Sanji Wano đấy, tuần sau kiểu gì cũng sẽ có. Và cũng không có cái gì cả, thông báo kế hoạch sự kiện cửa hàng đồng giá cũng không có gì cả anh em nhé. Nami Wano thì cũng thế thôi, không có gì mới. Hôm nay cuối tuần cũng không có gì mới mẻ lắm đâu. Chúng ta còn cái dép này thì đổi được thì đổi đi, không đổi là cũng sẽ hết đấy sự kiện đấy. Sự kiện này còn có một ngày thôi anh em, mà còn dép thì cứ đổi dép thôi anh em nhé. Sự kiện ải rơi thì mình đang có 2.600 à, đây có thể đổi được đến chỉ 10 sao, không đủ lên 6.000 đâu. 2.600 ngẫu nhiên. Tôi cần ba dép anh em ạ, một thuyền viên rank SS hệ hiếm à. 3.000, 2.500 sẽ được một thuyền viên rank SS hệ thường. Mình đã đủ cái này rồi này. Tập ải rơi chắc là mình cũng không thể nhận được thêm đâu nhỉ. Mình đang có 2.600 à, 2.600 à. Ngày mai là nhận thêm được 200 nữa. Mình có nên mua cái gì đó không? Đang suy nghĩ xem có nên mua cái gì đó không à. Rồi, điểm danh đã, tính sau anh em nhá. Rồi, chúng ta hoàn thành ải. Có vượt được ải đâu? Không lên được cấp. Hiện tại mình đã không lên được cấp 90. Thêm một... thêm mảnh. Thêm mảnh tướng à. Nhìn... thôi, có lẽ là SS hệ thường cũng được anh em nhỉ. Nhưng mà thế thì... à, cũng đủ ấy. Nói chung là cũng khá là đủ, vừa đủ luôn à. Nói chung là sự kiện này cũng ngon. Được thêm tí nào hay tí đấy anh em ạ. Dừng chỉ 9 sao. Mua cái này thì nó hơi đắt. Rồi, chúng ta sẽ xin một cái này nhá. Ok. Và đi mở tướng thôi anh em ơi. Hôm nay mở tướng à. Luffy, mũ rơm. Cracker ạ. Con này không ai chơi nữa rồi anh em ơi. Con này đã lâu lắm rồi không ai động đến con Cracker luôn anh em. Sẽ thêm được một tướng SS nữa. Từ khi sự kiện đổi dép anh em nhá. Cái này thì cứ ấy thôi. Tiết kiệm game à, tôi đang có 14.000 game. Cũng được rồi đấy. Nhiệm vụ này, nhận thưởng này, nhận thưởng này. Hoàn thành hai cái nhiệm vụ ở cái tổng bộ của chúng ta anh em là mình sẽ xong. Rồi, ok, bắt đầu tự động. Tất cả sẽ là tự động hết và mình sẽ nhận ở đây nhá. Hoàn thành nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Ok anh em. Chúng ta nhận thưởng mấy cái hoàn thành nhiệm vụ các kiểu các đại điều ở đây. Chúng ta tặng cho anh em mỗi người một cái team hảo hữu. Và tiếp mình vào còn kết bạn với anh em nữa. Quay 2 lần trong vòng quay. 1. Không có sự kiện gì mới nhưng mà chúng ta cũng được một thêm một tướng gọi là tướng SS anh em nhé. 2. Rồi anh em. Và chúng ta sẽ nhận thưởng. Tạo 3 cái đồ mới trong cái tiệm đồ của chúng ta. 1. 2. Rồi anh em ơi. Nhận thưởng này. Thách đấu trong đấu trường 3 lần đấy anh em ạ. Ui, bị đấm cho khá nhiều anh em. Đấm cho to đầu khá nhiều. 357.000 à. Đấu được anh em. Mình tầm gấp đôi cái lực chiến đi cơ. Tiếp vào nâng cấp thêm cho Luffy mũ rơm anh em. Nami cởi áo rồi. Trông chất lượng thật sự. Còn, à còn Zoro. Zoro này thì không quá đáng lo. Chúng ta sẽ hạ gục Zoro này trong nốt nhạc thôi. Rồi tiếp tục là chiến. Mình khá thích đánh cái đấu trường này à. 4 triệu thì chịu nhá. Mấy con 4 triệu thì chịu. 3 triệu này. Không này. 787. 787 ạ. 200. Tí mình ăn được anh em ơi. Mình còn thiếu Uta. Nhưng thật ra mình cũng không cần Uta đâu anh em ạ. Mấy hôm nữa mình thay thằng Oden này cũng được. Hoặc thay Robin anh em. Robin hơi yếu. Chắc chắn sẽ có một tướng mới trong tuần sau.
và mình sẽ cố gắng kiếm để cho lên 8 sao như kiểu Nami này là đẹp này. Chấp luôn à, một mình anh chấp luôn cả King, cả Queen. Mình chấp luôn ạ, à, chấp cả Zoro luôn. À vẫn còn Queen này, vẫn còn King ạ, vẫn còn Yasop luôn ạ. Càng phết nhờ. Đâm. Ui khỏe quá. Nhưng mà đã chết rồi anh em. Thiện nè. Ok, rồi đấu tiếp nào. Trong cái quá trình đấu thì chúng ta sẽ đi kết bạn một số người anh em ạ. 1.6 triệu ấy. Vừa vừa thôi, 790.000. Chùm Fi-Fi anh em ạ. Ok, team này khá mạnh đấy. Mình sẽ vào để mình kết bạn với một số người ở trong này nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm tới huyền thoại hải tặc đây rồi. Anh nên thay Robin thành Law Wano. Anh không có Law Wano em ạ. Anh có Law Wano thì anh đã thay luôn rồi. Lục chiến của con là 300. Anh kết bạn với em đi. Ok, rồi chúng ta sẽ kết bạn với một số người ở bên này nhé. Đây, chúng ta sẽ có một bạn thôi. Có một bạn tên là Dry Dura. Ok, chúng ta sẽ làm mới này. 790.000 à. Vì sao mình vừa đấu sau đúng không? Có thắng không? 250 à? 250 khá căng nhỉ. Zoro solo với Luffy Wano à? Có vẻ được anh em nhỉ. Đấy, rất là nhiều người dùng. Ôi chết rồi. Họ có lo Wano anh em ạ. Thôi toang rồi. Thua rồi. Họ có lo Wano level 200 mình không để ý ạ. Một phát chết luôn mình anh em ạ. Có thể thua không? Thua hay không thì chưa biết. Nhưng mình thắng anh em ạ. Nice. Có Nami Nami xịn quá anh em. Phải nói Nami rất xịn luôn. Ok. Nobita Nobi Lermer. Được anh em ạ. Chúng ta còn chơi nâng cấp và gọi là full sức mạnh cho thuyền cho các con khác. Ok anh em, let's go. Chiến lên, tiến lên nào. Tiến lên, xung phong. Một mình Luffy à? Một mình Luffy ăn được. Chúng ta vẫn đang đánh khá tốt. Đánh càng lên nhiều càng tốt anh em. Thì yếu quá nhỉ, yếu quá mình chẳng muốn đánh ấy. 200 250 à? Không, thường sẽ chơi ví dụ nhiều con nó búp búp ấy, búp thì nó sẽ khỏe hơn anh em, kiểu kiểu thế. Chúng ta cứ xem cái đội hình đứng top thì mình sẽ nâng theo đội hình đấy. Cũng có Luffy cũng khá là căng nhỉ, nhưng mà Nami chưa chết kìa. Thì thằng có được búp không? Không kịp búp luôn anh em ạ. Cho có lẽ sẽ búp tốc cho Nami. Ui Nami chết rồi. À búp được búp cho rồi. Luffy được búp rồi. Búp trong cái khiêng rồi. Cần tốt. Thế nhưng cái bị đóng băng rồi. Thắng rồi đấy. Sanji thì tuổi gì? Sanji thì không đủ tuổi đấu với chúng ta anh em ạ. Chưa còn hai con có hai cái khiêng cơ. Luffy cũng có cái khiêng kìa. Thắng rồi. Level mình cũng khá là cùi thôi. Nhưng chúng ta leo cũng khá nhanh nhỉ. Leo rank, leo rủng, các kiểu có đà điểu. Chưa được. Nhiệm vụ cũng xong rồi nè. Nhận thưởng 2 lần trong cái thám hiểm anh em. Được rồi, 2 lần đã xong. À tiếp tục leo rank, leo đậu thần đôi anh em. Mỗi ngày được 30 tầng mà. Đấy mình cũng cày, cố gắng cày cái huyền thoại hải tặc là người có thể mở được những cái này là ngon. Càn quét đi. Rồi anh em ơi. Không phải cái này mà chúng ta phải cày ở trong cái phụ bản ha. Leo đậu thần. Bỏ qua luôn. Oden bây giờ cũng khá yếu. Không ai đánh Oden mấy. Cái hệ đấy thì bây giờ đánh con gì nhỉ? Đánh Chopper à? Đánh Chopper Giáng sinh nhỉ? Có vẻ đánh nhiều người đấy thì đánh Chopper Giáng sinh nhỉ? Một con búp rất khỏe. Thế mình vào mình xem họ bây giờ đánh ai nhá. Họ dùng con gì đánh nhá.
Tôi cứ leo 30 tầng đi đã. Đó, leo, cứ leo hết nhá, 30 tầng để nó thoải mái đã. Leo 30 tầng anh em. Rồi, mỗi ngày chỉ được leo 30 tầng thôi anh em ạ, không thể leo hơn được. Muốn leo hơn cũng không leo được nhá. Đảo trời này. Mình đánh đánh boss đảo trời á. Mấy con boss đảo trời đâu rồi? Đây đúng không? Càn quét đảo trời đã. Đã đấm xong, bây giờ đấm boss đảo trời anh em ơi, tự động được không? Ủy thác. Mỗi ngày được tấn công 2 lần ấy. Có thể bỏ qua được mà. Đấy, mình không đánh tấn công đảo trời là... Rồi, bây giờ có thể nâng cấp thêm những cái này. Nâng cấp nhà chính cần 70 à? Ok, chúng ta sẽ cần thêm đá anh em nhé. Vỏ ốc sên đã này. Thêm mỏ đồng này. 400 này. 400.000 belly này. Tổng bộ hạm đội này. Đánh boss à? À, nó đánh con này anh em ạ. Đánh Moria. Bạn này khỏe, có vẻ khỏe hơn mình như sao anh em? Bạn này có vẻ khỏe hơn mình. Bạn này khá chăm chỉ đánh cầy ở trong cái boss này. Cái này boss này để đánh lấy điểm nâng cấp cho cái hạm đội cho nó khỏe hơn. Cũng được. Hết cái free rồi. Hội trường này. Úi, tìm khỏe thế này. 290 E3 dành cho Zoro ạ. E1 dành cho Luffy này. Có cả Uta này. Có mấy con này này. Khỏe phết. Khỏe hơn mình. Khỏe hơn mình thật. E2 10 sao. Con này 12 sao này. Nó có Law Wano ạ. Mình không có Law Wano luôn. Mình còn chưa có Law Wano để mà đánh luôn anh em. Tôi phải cố gắng kiếm được một thằng Law Wano thì nó mới xịn được. Đúng không? Đây, hệ chính xác đây. Law Wano đang là hệ chính xác ngon nhất trong này. Nhưng mình nghĩ là sẽ thay thế sớm thôi. Mình nghĩ là sắp tới sẽ là có một cái gì đó ở cái hệ này. Hoặc là hệ sinh khí á. Thông minh thì Yamato vẫn là đáng dùng nhất rồi. Luffy SM. Luffy Snake Man anh em ạ. Oh, Luffy Snake Man mình còn chưa có. Đây này. Minh Mẫn thì đang có thể là King hoặc là Chopper. Chopper đang khá ngon. Chopper không biết là đào ra. Nhỉ. Chopper đào đâu ra đây? Đại hải tặc. Đang chưa mua được. Có Chopper không? Không có Chopper luôn. Không có Chopper xịn luôn ạ. Không có Chopper Giáng sinh luôn nhờ. Có Chopper Giáng sinh thì ngon. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.